Khám phụ khoa miễn phí từ 15 tháng 9 đến 20 tháng 10 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đăng ký ngay để nhận món quà sức khỏe ý nghĩa nhất cho tặng chính mình và những người phụ nữ thương yêu. Nhân dịp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình khám phụ khoa miễn phí, địa điểm cơ sở 238 Cẩm Hội. Chương trình khám phụ khoa miễn phí với chuyên gia là món quà thiết thực mà Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gửi gắm đến các chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Có thể bạn chưa biết, 90% phụ nữ Việt mắc viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh viêm nhiễm thông thường, có nhiều loại bệnh phụ khoa rất khó chữa và nguy hiểm như ung thư. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hơn 5.000 bệnh nhân ung thư cổ tử cung và 50% số bệnh nhân này tử vong. Vì vậy, khám phụ khoa là biện pháp tốt nhất bảo vệ sức khỏe người phụ nữ. Khi đi khám, bạn được phát hiện những gì? Những triệu chứng bất thường tại vùng kín mà bạn có thể không quan sát được bằng mắt thường. Phát hiện viêm nhiễm phụ khoa, những bệnh lý như viêm lộ tuyến cổ tử cung, polyp cổ tử cung, u xơ tử cung. Ngay khi phát hiện bất thường, bạn nhận được tư vấn giúp điều trị kịp thời, hiệu quả, chặn đứng nguy cơ phát triển của bệnh phụ khoa.